Chào các bạn. Các bạn thân mến, ở phần video trước thì cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn với hai thì, đó là thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một bài tập nho nhỏ. Và trong bài tập này của cô sẽ giúp các bạn củng cố ở hai thì, đó là thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Chúng ta sẽ cùng chuyển cho cô sang nội dung bài sau. Tức là cô sẽ có một bài tập nho nhỏ. Và bài tập này các bạn sẽ phải chia ở dạng đúng của thì quá khứ đơn hoặc có quá khứ tiếp diễn. Tức là sẽ có trộn của hai thì vào với nhau. Cô sẽ có với câu số 1 của chúng ta. Với câu số 1 thì cô sẽ có câu này như sau. Đó là khi mà tôi đến nhà anh ta. Với câu mà không có dấu hiệu trạng thời gian thì chúng ta là xác định là chúng ta phải dịch được, chúng ta mới làm được. Thì cô sẽ dịch câu này của chúng ta như sau. Là khi tôi đến nhà của anh ta thì anh ta vẫn còn đang ngủ. Vì cô sẽ có như sau. Nó sẽ có là có hai hành động cùng xảy ra, đúng không ạ? Hành động nào xảy ra trước chia quá khứ tiếp diễn. Hành động nào xảy ra sau chia quá khứ đơn. Khi tôi đến nhà của anh ta vẫn còn đang ngủ. Thì cô sẽ thấy là hành động tôi đến nhà của anh ta là hành động xảy ra sau, còn anh ta ngủ trước. Vậy thì cô sẽ chia câu này của chúng ta sẽ là arrived. Anh ta vẫn còn đang ngủ. Lúc tôi đến anh ta vẫn còn đang ngủ. Vậy thì đằng sau của chúng ta sẽ chia được là was. Sau đó đến từ gì ạ? Sau đó đến từ sleeping. Xong câu số 1 chuyện sang câu số 2. Câu số 2 dịch là điện mất trong khi chúng tôi đang ăn tối. Hành động nào xảy ra trước ạ? Hành động chúng tôi ăn tối là hành động xảy ra trước. Theo quy tắc, hành động xảy ra trước chia quá khứ tiếp diễn. Thì cô sẽ chia được câu đấy của chúng ta sẽ là we were having. Chúng tôi đang ăn tối thì mất điện. Hành động mất điện là hành động xảy ra sau. Gâu đổ cho cô Thánh went. Xong. Cô sẽ có với câu số 3 của chúng ta. Với câu số 3 dịch là Bin đang ăn sáng thì tôi dừng trước cửa nhà anh ta. Vậy thì cô sẽ có là hành động nào xảy ra trước đây ạ? Hành động mà Bin ăn sáng trước. Bin của chúng ta là số ít. Vậy cô sẽ dùng là was. Và hợp đổ cho cô Thánh having. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn stop. Gấp đôi P thêm ED. Rồi tiếp này cô sẽ có với câu số 4 của chúng ta. Khi tôi đến nhà của anh ta đang làm việc. Hành động nào xảy ra trước ạ? Hành động anh ta làm việc là hành động xảy ra trước. Thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là he was. Sau đó đến gì ạ? Working. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn come đổi cho cô thành came. Với câu số 5 này. Khi mà chúng tôi đang băng qua đường thì chúng tôi gặp một vụ tai nạn. Vậy thì hành động chúng tôi băng qua đường là hành động xảy ra trước. Chúng tôi nhiều hơn một người. Chúng ta dùng were. Giờ đằng sau của cô sẽ là crossing. Hành động xảy ra sau nhìn thấy chia quá khứ đơn. See đổi thành saw. Câu số 6 của cô như sau. Tom nhìn thấy một vụ tai nạn trong khi mà anh ta đang đứng ở trạm xe buýt. Vậy hành động anh ta đứng ở trạm xe buýt là hành động xảy ra trước. Cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn là was standing. Hành động xảy ra sau của chúng ta chia quá khứ đơn thì đổi thành gì ạ? Câu số 7 cô sẽ có như sau này. Bọn trẻ đang chơi bóng thì mẹ chúng về. Vậy hành động bọn trẻ chơi bóng là hành động xảy ra trước. The children của chúng ta là số nhiều. Cô dùng là were playing. Hành động mẹ chúng về là hành động xảy ra sau. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn come đổi thành came. Câu số 8 của chúng ta. Chuông kêu trong khi Tom đang tắm. Hành động nào xảy ra trước ạ? Hành động tắm là hành động xảy ra trước. Mà hành động xảy ra trước thì chia quá khứ tiếp diễn. Vậy cô sẽ chia được câu đấy sẽ là were taking. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn ring đổi thành ran. Câu số 9 này. Anh ta đang ngồi ở trong ô tô thì tôi nhìn thấy anh ta. Vậy hành động anh ta ngồi trong ô tô là hành động xảy ra trước. Thì cô sẽ chia được là were. Sit của chúng ta tận cùng là một phụ âm, trước là một nguyên âm. Chúng ta gấp đôi lên, đúng không ạ? Were sitting. Đằng sau si đổi cho cô thành gió. Câu số 10 là chúng tôi đang dọn nhà thì cô ta đến. Vậy cô sẽ có là có hai hành động, đúng không ạ? Hành động cô ta đến và hành động chúng tôi dọn nhà. Thì hành động chúng tôi dọn nhà là hành động xảy ra trước. Vậy cô sẽ chia được là were cleaning. Còn hành động cô ta đến là hành động xảy ra sau come đổi thành came. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh vừa hướng dẫn các bạn về cách dùng của thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Các bạn sẽ cùng chuyển cho cô sang phần sau của chúng ta. Cô sẽ có một phần sau, đó là cô muốn các bạn phân biệt giữa thì sau. Đó là chia dạng đúng của thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành. Vì khi các bạn học, các bạn phải phân biệt cho cô được những cặp thì này. Thì chúng ta mới đảm bảo là chúng ta hiểu sâu sắc về phần thì quá khứ.
Cô sẽ có như sau với câu số 1 của chúng ta. Ở phần trước thì cô có nói với các bạn đó là hành động xảy ra trước thì chia quá khứ tiếp diễn, hành động xảy ra sau thì chia quá khứ đơn. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang thì quá khứ đơn và quá khứ thành thì bạn sẽ thấy cho cô đó là hành động xảy ra trước thì lại chia quá khứ thành, hành động xảy ra sau thì lại chia quá khứ đơn. Vậy thì nó khác gì nhau? Các bạn cùng theo dõi cho cô như sau này. Cô sẽ có như sau, hành động xảy ra trước có thể chia quá khứ tiếp diễn, có thể chia quá khứ hoàn thành. Chia quá khứ tiếp diễn nếu hành động đấy vẫn còn đang xảy ra. Đây là mẹo giúp các bạn làm nhé. Thế còn quá khứ hoàn thành nếu như hành động đấy làm sao? Đã xảy ra xong rồi. Dạ, đã xảy ra xong rồi. Vậy thì hành động xảy ra sau của cô, hành động xảy ra sau thì chỉ chia đúng ở một thì thôi. Đó là thì quá khứ đơn. Đúng không ạ? Cô sẽ có quá khứ tiếp diễn, đã gọi tiếp diễn là phải có verb in. Thì quá khứ tiếp diễn của chúng ta sẽ là were cộng verb in. Thế còn quá khứ hoàn thành của chúng ta sẽ có công thức là had cộng verb phân từ 2 nhá. Vậy thì với câu số 1 của chúng ta, cô sẽ có như sau này. Câu số 1 dịch là họ về nhà sau khi đã học xong. Vậy thì cô sẽ có hành động, đó là hành động về nhà và hành động học xong. Hành động sẽ trước ạ. Hành động học xong trước rồi mới về nhà. Nhưng vấn đề là lúc mà họ về nhà thì họ đã học xong rồi. Vậy xảy ra trước mà đã xảy ra xong rồi, chúng ta chia quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành có công thức là had cộng verb phân từ 2. Thì với câu này cô sẽ chia được là had và finished. Thêm ed cho cô. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn, go đổi thành went. Đúng không? Câu này các bạn có thể không cần dịch mà bạn áp dụng cho cô bằng quy tắc của after. Với quy tắc của after sẽ có công thức như sau, cô viết ra đây nhé. Chờ cô sẽ có quy tắc, đó là quy tắc trước và sau after. Chờ trước after chia quá khứ đơn, sau after chia quá khứ hoàn thành. Yeah. Với câu số 2, câu này không có after, cô phải dịch rồi. Yes, ngày hôm qua đúng không ạ? Khi tôi đến bữa tiệc thì mọi người đã về nhà hết rồi. Vậy cô sẽ có hai hành động là tôi đến bữa tiệc và mọi người đã về nhà. Hành động nào xảy ra trước ạ? Yeah. Thì cô sẽ có là hành động mà mọi người đã về nhà là hành động xảy ra trước. Lúc mà tôi đến bữa tiệc là mọi người đã về hết rồi, tức là đã xảy ra xong rồi. Vậy thì cái hành động xảy ra trước mà đã xảy ra xong rồi sẽ chia quá khứ hoàn thành. Thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là had. Sau đó đến từ gì ạ? Already. Go đổi cho cô thành gone. Chờ hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì cô sẽ chia được từ alright. Thêm d. Câu số 3 của chúng ta này. Câu số 3 cô có after, áp dụng quy tắc after đỡ phiền dịch này. Sau after chia quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành của cô sẽ có công thức là had cộng verb phân từ 2, cô tự lên đổi theo cô thành từ left. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn, go đổi thành went. Nhờ và từ switch của chúng ta. Chờ với từ switch chúng ta sẽ thêm ed vào cho cô. Sau khi tất cả những khách đã về hết thì cô ta quay trở lại phòng khách và tắt tất cả các điện. Câu số 4 của chúng ta, câu này không có after dịch này. On arrival at home, khi mà về nhà thì tôi phát hiện ra rằng cô ta đã đi một vài phút trước. Vậy cô có hai hành động, đó là hành động mà tôi phát hiện ra và cô ta đi. Lúc mà tôi phát hiện ra thì cô ta đã đi rồi. Vậy hành động cô ta đi là hành động xảy ra trước. Lúc tôi phát hiện ra là cô ta đã đi rồi, tức là đã xảy ra xong rồi. Vậy thì cái hành động phát hiện là hành động xảy ra sau. Xảy ra sau chia thì quá khứ đơn, find đổi thành found. Hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành. Vậy nó sẽ chia được had. Sau đến từ just. Chờ liệp đổi cho cô thành từ left. Câu số 5 của chúng ta có before thì câu này. Trước khi mà anh ta đi ngủ thì anh ta đã làm hết bài tập rồi. Vậy thì cô sẽ có hành động là hành động anh ta đi ngủ và hành động anh ta làm bài tập. Thì hành động anh ta đi ngủ là hành động xảy ra sau. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn, go đổi thành went. Chờ anh ta đã làm hết bài tập là hành động xảy ra trước. Vậy xảy ra trước chúng ta sẽ chia quá khứ thành là had done. Yeah. Hoặc không, bạn có thể gặp before, bạn có thể làm bằng phương pháp như sau. Là bằng quy tắc của before đỡ phải dịch. Đó là trước before thì chia quá khứ hoàn thành. Chờ sau before thì chia cho cô quá khứ đơn. Vậy cái trường hợp này sẽ áp dụng với before đứng ở giữa câu. Nhưng với câu số 5 của chúng ta thì before đứng ở đầu câu đúng không ạ? Vậy nếu before mà đứng ở đầu câu thì chúng ta sẽ áp dụng là mệnh đề của before chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Với câu số 6, khi mà anh ta đến cái địa điểm đó thì người ông đó đã chết. Khi họ đến cái địa điểm đó thì người ông đã chết rồi. Vậy cô có hai hành động là họ đến và người ông đã chết. Vậy thì họ đến sau. Họ đến sau chia quá khứ đơn, get đổi thành got. Chờ người ông đã chết rồi, vậy thì xảy ra trước thì cô sẽ chia được là had died. Rồi, cô sẽ có với câu số 7 của chúng ta. Với câu số 7, căn cứ cho cô bằng before thì cô sẽ có là sau before chia quá khứ đơn thì đổi thành do, đúng không ạ? Hành động trước before chia quá khứ hoàn thành. Vậy thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là had done.
Với câu số 8, cô sẽ có câu này như sau. Anh ta cảm ơn tôi vì tất cả những gì mà tôi đã làm cho anh ta. Vậy thì cô sẽ có là hành động cảm ơn và hành động tôi làm. Vậy tôi làm trước, tôi làm xong rồi anh ta mới cảm ơn. Thì hành động cảm ơn là hành động xảy ra sau. Cô sẽ chia quá khứ đơn thành hành động tôi đã làm trước, vậy cô sẽ chia được là had done. Câu số 9 này. Tôi rất là lăn tiếc vì tôi đã làm tổn thương anh ta. Cô có hành động đó là hối tiếc và hành động làm tổn thương. Thì hành động làm tổn thương xảy ra trước, xảy ra xong trước thì mới thấy hối tiếc. Thì cô sẽ chia được là had và hurt. Đúng không? Hành động hối tiếc, hành động xảy ra sau thì be đổi thành was. Câu số 10, sau after chia quá khứ hoàn thành. Cô sẽ chia được câu đấy là had gone. Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn thì đổi thành said. Và rest đổi thành rested. Ok, thưa thân mến, vậy là cô Trang Anh đã giúp các bạn phân biệt được thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn với quá khứ hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần video tiếp theo trong chương trình hỗ trợ các bạn lấy gốc tiếng Anh của cô nhé.